Hội đùa nơm do xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ tổ chức hôm qua mùng 6 tháng 8 tại khu vực sông Sồi thu hút hàng trăm nơm thủ tham gia thi bắt cá và hàng nghìn du khách thập phương đến cổ vũ. Năm nay là năm thứ ba, xã An Thanh tổ chức hội đùa nơm trên sông Sồi nhằm lưu giữ nghề đặc thù đã gắn bó với người dân nơi đây từ vài chục năm trước đây. Hội đùa nơm là hoạt động cộng đồng mang đậm nét truyền thống của xã An Thanh. Tham gia hội đùa nơm năm nay, các nơm thủ sử dụng nơm, vó, chài, te hoặc mò trực tiếp bằng tay để bắt cá. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức trao giải cho các nơm thủ bắt được cá trọng lượng lớn nhất.